Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một mảnh hình vuông với họa tiết ngôi sao như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len dao đớm, và ở đây thì các bạn cần phải có hai cuộn với hai màu khác nhau. Và kim móc ở đây mình dùng cái độ dày đó là 4mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ dùng len màu trắng và tạo một vòng tròn ma thuật, và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ để hai ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng len và quấn quanh hai ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ rồi thì các bạn sẽ lấy phần lỗ này ra khỏi hai ngón tay. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ này, kéo len qua. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm vào vòng tròn này và móc liên tục 14 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 14 mũi móc kép rồi thì để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 15 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau thì kéo len qua và móc lên một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Và ở dòng thứ hai này thì các bạn sẽ móc cánh ngôi sao. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cánh ngôi sao thứ nhất trước nha. Thì để móc được cánh ngôi sao thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 5 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm vào chân mũi thứ hai này, móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi nửa kép. Tiếp tục với hai chân mũi tiếp theo thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc kép và một mũi kép đôi. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi của phần hình tròn, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba. Sau này các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư này, móc lên một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong phần cánh ngôi sao thứ nhất rồi. Với bốn cánh ngôi sao còn lại, cánh móc cũng sẽ tương tự giống như là cánh ngôi sao thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong bốn cánh ngôi sao còn lại nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết cánh ngôi sao cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc lên một mũi dời. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và ở dòng thứ ba này thì các bạn sẽ đổi sang lên màu xanh. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên thuộc phần đỉnh của cánh ngôi sao thứ nhất là nằm ở đây. Sau thì các bạn sẽ dùng kim móc và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì móc lên một mũi móc xích, tiếp tục đâm vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi nửa kép.
Tiếp tục với chân mũi thứ ba và chân mũi thứ tư, mỗi một chân mũi các bạn sẽ đâm vào và móc lên mỗi một mũi móc kép. Tiếp theo đó là đến chân mũi thứ năm và chân mũi đầu tiên của cánh ngôi sao thứ hai, thì các bạn sẽ vừa móc lên một mũi kép đôi và vừa giảm đi một chân mũi. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim hai lần, sau đó thì đâm vào chân mũi thứ năm này, kéo len liên tục qua hai lần, tiếp tục quấn len quanh kim hai lần, đâm vào chân mũi đầu tiên của cánh ngôi sao thứ hai, kéo len liên tục qua hai lần. Sau khi đã có ba đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua ba đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong một chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân móc. Chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc lên một mũi nữa kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên nằm ở phần đỉnh của cánh ngôi sao thứ hai và móc lên một mũi móc đơn. Và bắt đầu từ chân mũi này thì các bạn sẽ lặp lại các bước theo thứ tự từ chân mũi đầu tiên nằm ở phần đỉnh của cánh ngôi sao thứ nhất cho đến hết chân mũi thứ tư của cánh ngôi sao thứ hai. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ ba rồi, đã kết thúc vòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc lên một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên vòng thứ tư, và để móc vòng thứ tư, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai, móc liên tục hai mũi móc đơn trên hai chân mũi. Sau đó là đến chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc lên một mũi nữa kép. Và chân mũi thứ tư và chân mũi thứ năm thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân móc. Tiếp tục đến chân mũi thứ sáu thì các bạn sẽ móc liên tục hai mũi kép đôi cùng một chân, và khoảng cách giữa hai mũi kép đôi với nhau đó là ba mũi móc xích. Tiếp tục đến chân mũi thứ bảy và chân mũi thứ tám thì các bạn sẽ móc liên tục hai mũi móc kép trên hai chân mũi, và chân mũi thứ chín thì các bạn sẽ móc lên một mũi nữa kép. Sau đó chân mũi thứ 10, 11 và 12 thì các bạn sẽ móc ba mũi móc đơn trên ba chân mũi. Tiếp tục chân mũi thứ 13 thì các bạn sẽ móc lên một mũi nữa kép, 14, 15 thì các bạn sẽ móc hai mũi móc kép trên hai chân móc, 16 thì các bạn sẽ móc liên tục hai mũi kép đôi cùng một chân, và khoảng cách giữa hai mũi kép đôi với nhau đó là ba mũi móc xích. Tiếp tục đến chân mũi thứ 17 và bắt đầu từ chân mũi thứ 17 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước theo thứ tự từ chân mũi thứ 7 cho đến hết chân mũi thứ 16, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 36 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 36 rồi, tiếp tục với chân mũi thứ 37 và 38 thì các bạn sẽ móc hai mũi móc kép trên hai chân mũi. Với chân mũi thứ 39 thì các bạn sẽ móc một mũi nữa kép, và chân mũi thứ 40 thì các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ tư rồi, và để kết thúc vòng thứ tư thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời, sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình.
Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang lên màu trắng và móc lên dòng thứ năm. Và để móc dòng thứ năm, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên này, sau đó các bạn sẽ dùng lên màu trắng và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua phần lỗ đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên, móc liên tục 5 mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Sau đó là đến các chân mũi của cạnh thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đối với phần lỗ, các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục 5 mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Còn đối với mỗi một cạnh thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng. Và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Ok, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những lọn lem bị thừa vào bên trong của mảnh hình vuông. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một mảnh hình vuông với họa tiết ngôi sao như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.